như đã nói là một trong ba hãng đồng hồ lớn nhất Nhật Bản cùng với Seiko và Citizen. Hãng tập trung phát triển đồng hồ cơ khí với phong cách mang hơi hướng Thụy Sĩ. Trong những năm 70, khi các công ty khác phải đối mặt với khó khăn về đồng hồ đeo tay và nhiều thương hiệu khác đã tìm cách cho ra đời những chiếc đồng hồ thạch anh giá rẻ, thì Citizen và Seiko cũng đi theo con đường này. Thế nhưng Orient lại ngược lại, họ vẫn gắn bó và tạo ra những mẫu đồng hồ cơ khí tinh tế hơn. Về lịch sử phát triển của thương hiệu đồng hồ Orient, tiền thân là một cửa hiệu đồng hồ mang tên nhà sáng lập Soguro Yoshida từ năm 1901. Sau gần 50 năm nghiên cứu, đến tháng 7 năm 1950, ông đã sáng lập ra Orient với tư cách là nhà sản xuất đồng hồ đeo tay. Từ ngày thành lập, với những nỗ lực không ngừng, thương hiệu Orient đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Cửa hàng đồng hồ của ông Soguro Yoshida bắt đầu chế tạo những chiếc đồng hồ có vỏ vàng từ những năm 1920, nhưng chỉ thực sự được nhiều người biết đến vào những năm 1934, ngành đồng hồ đeo tay trên toàn thế giới trỗi dậy mạnh mẽ. Đến năm 1950, công ty Tamakeki được ông Yoshida thành lập đã đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn Orient Watch, từ đó bắt đầu đặt nền tảng cho ngành đồng hồ của Nhật Bản cũng như toàn châu Á một cách thật vững chắc. Đến năm 1955, Orient tiến vào thị trường Trung Quốc, một trong bốn thị trường lớn nhất cho đến ngày nay của hãng cùng với Mỹ, Nga và Đông Nam Á. Và ngày nay thì Orient là một thành viên của tập đoàn Seiko. Với tốc độ phát triển cực nhanh của công ty, Orient đã ngày càng vững mạnh trên thị trường quốc tế sau khi thành lập vào năm 1950. Hãng luôn chú trọng vào chất lượng và hoàn thiện hơn về phần chế tác đồng hồ. Và một trong những sản phẩm nổi bật nhất của Orient không thể không nhắc đến đó là Orient Star. Sự nổi bật của dòng đồng hồ này thể hiện ngay ở cái tên của nó, có nghĩa là sự tỏa sáng của những vì sao. Những người thợ được lựa chọn để chế tác và sáng tạo cho dòng đồng hồ này đều là những người thợ thủ công rất lành nghề và đã có nhiều năm kinh nghiệm. Thế mạnh riêng của đồng hồ Orient Star đó là những thiết kế trau chuốt và vô cùng tỉ mỉ. Cùng với đó là sự kết hợp của bộ máy chất lượng, chức năng hoàn hảo và vẻ ngoài cực ấn tượng. Hiện nay thì đồng hồ Orient Star đã được thiết kế với rất nhiều những tính năng ưu việt như là Skeleton, Gourmeté, Retrograde hay là Power Reserve. Orient liên tục cho ra mắt những bộ sưu tập, những dòng đồng hồ phù hợp với nhu cầu không chỉ của nam giới lẫn phái đẹp. Những dòng đồng hồ cơ và đồng hồ watch của Orient luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những người yêu đồng hồ trên toàn cầu. Với những cải tiến trong chất lượng và sự đa dạng của kiểu dáng, thương hiệu này vẫn đứng vững và ngày càng phát triển dù bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của điện thoại di động và sự cạnh tranh khốc liệt của các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ hay là các thương hiệu đồng hồ bình dân của Hàn Quốc, Hồng Kông hay là Trung Quốc. Đồng hồ Orient hiện nay đã có mặt trên toàn thế giới với cơ sở sản xuất tại Singapore, Brazil và Nhật Bản. Thương hiệu Orient ngày nay cung cấp nhiều phong cách và các loại đồng hồ mới lạ. Hiện nay, Orient đã tạo ra nhiều dòng đồng hồ khác nhau trên thị trường, bao gồm thạch anh, đồng hồ hỗ trợ ánh sáng và tất nhiên là đồng hồ cơ khí nữa. Hiện nay thì Orient đã có mặt chính thức tại Việt Nam. Hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ giúp cho anh em hiểu hơn về lịch sử ra đời của thương hiệu đồng hồ Orient. Và nếu như có bất cứ thắc mắc, phản hồi hay cảm nhận nào, hãy để lại phần bình luận bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.